tử vi thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương cảm thấy hạnh phúc khi mà những thứ bạn muốn đều đang có được trong tay. Đây là thành quả sau bao nỗ lực cống hiến của bạn. Bạn là người có nhiều tham vọng và mong muốn biến những tham vọng đó trở thành sự thật. Dù có thể sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức. Chòm sao này sẽ không hề phải cố gắng quá nhiều để thể hiện sức hút của bản thân mình, bởi bạn đã có người thầm thương trộm nhớ mình rồi. Có nhiều nguy cơ mất tiền hao của xuất hiện, nhưng nếu như đủ tỉnh táo thì bạn vẫn có thể xử lý được mọi vấn đề. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 23 và 62. Hai, cung Kim Ngưu tử vi 20 tháng 4 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu có thể lơ là, mất cảnh giác bởi điều đó sẽ khiến bạn phải hối hận rất nhiều đấy. Có nhiều cơ hội để bạn thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng dù con đường phía trước khá rộng mở nhưng không thiếu khó khăn đâu. Chính sự ấm áp của bạn khiến cho đối phương chẳng thể nào rời xa. Tình cảm giữa hai người khá bền vững. Tuy nhiên bạn cũng cần phải để cho người ấy có cơ hội thể hiện tình cảm. Nguồn thu nhập của bạn khá tệ trong ngày hôm nay, bạn không nên tiêu xài hoang phí mà nên học cách tiết kiệm hơn. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 10 và 82. 3. Cung song tử song tử là một người mạnh mẽ và độc lập bạn chẳng hề nghĩ đến việc phụ thuộc ai mà luôn sẵn sàng thực hiện mọi việc bằng sức của chính mình bạn là người rất nhiệt tình và hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc tuy nhiên đôi khi bạn cũng nên bình tĩnh lại và tham khảo ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nữa chòm sao này và người ấy có thể mâu thuẫn nhau vì một vài quan điểm bất đồng trong ngày hôm nay bạn nên lắng nghe quan điểm của người ấy trước khi vội vàng gạt đi tình hình tài chính của bạn không được dư giả cho lắm. Bạn nên chi tiêu có kế hoạch hơn và ngừng chi tiêu cho những việc không cần thiết. Con số may mắn của song từ ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 22 và 52. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải sẽ cảm thấy khá buồn bã khi những cố gắng của mình không được mọi người đón nhận trong ngày thứ năm này. Chòm sao này đang nhiệt tình quá đà rồi đó. Dù muốn tốt cho mọi người nhưng nếu điều bạn làm khiến cho mọi người khó chịu thì bạn nên dừng lại thôi vốn là một người vô cùng nhạy cảm nên bạn luôn nắm bắt được những thay đổi của đối phương và quan tâm người ấy kịp thời. Không dám đầu tư khi có cơ hội, bạn dễ để tuột khỏi tay mình biết bao tiền bạc mà lẽ ra bạn có thể kiếm được dễ dàng. Con số may mắn của cự giải ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 08 và 99. Nam, cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử cần phải tập trung hơn vào công việc trong ngày này nếu cứ không dứt khoát mãi thì bạn sẽ không bao giờ đạt được thành tích xuất sắc đâu cung hoàng đạo này không phải là người kiên nhẫn vì vậy mà bạn cần dành nhiều thời gian để rèn luyện tính kiên trì của mình nếu không mọi việc sẽ luôn giang dở khả năng ăn nói tốt giúp cho chòm sao này có thể dễ dàng chinh phục được thiện cảm của mọi người xung quanh nếu còn độc thân bạn có thể dễ dàng tìm được đối tượng để phát triển quan hệ có vẻ như bạn tìm được mối làm ăn triển vọng nên tiền bạc chẳng túng thiếu đâu. Sự không ngoan, thông thái còn giúp bạn đánh bật những đối thủ cạnh tranh. Con số may mắn của sư tử ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 10 và 22. Sáu cung sử nữ tử vi phương tây cho thấy sử nữ trở về bản chất là một người chu đáo và nghiêm túc cho dù bắt tay vào làm việc gì đi chăng nữa bạn cũng luôn cố gắng hết sức mình cung hoàng đạo này có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay nếu biết thể hiện điểm mạnh của mình đúng lúc sử nữ có vẻ khá bảo thủ trong chuyện yêu đương chính vì vậy mà bạn không dễ dàng mở lòng với ai hôm nay, có lẽ bạn vẫn sẽ dành thời gian để quan sát mọi người. Chòm sao này quản lý tài chính rất tốt. Chính nhờ vậy mà túi tiền của bạn vẫn còn khá dư giả. Công việc làm thêm cũng giúp bạn có thêm những nguồn thu phụ. Con số may mắn của xử nữ ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 23 và 67. Bảy công thiên bình thiên bình là một người có tài ăn nói và khả năng ấy đó càng trở nên nổi bật hơn trong ngày thứ năm này công việc của bạn hôm nay tiến triển suôn sẻ bởi bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chòm sao này luôn biết cách nói những lời ngọt ngào để làm vừa lòng người ấy nhưng hãy nhớ nếu đã hứa hẹn gì với người ta thì phải thực hiện đấy nhé Tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay, có một vài người định hùn vốn để tiến hành đầu tư. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 22 và 31. 8. Cung bọ cạp bọ cạp là người có những cảm xúc rất sâu sắc và tinh tế, đặc biệt là trong thời điểm này chòm sao này không thích giữ mối liên hệ với quá nhiều người xung quanh mình bởi bạn cho rằng như vậy là tốn thời gian bạn cảm thấy dành thời gian giải quyết công việc cá nhân hơn nhiều bọ cạp sẽ không muốn yêu đương gì vào thời điểm này chính vì vậy mà dù có được người khác chủ động tiếp cận bạn cũng sẽ tìm cớ để từ chối chòm sao này đang sống trong những tháng ngày dư giả dù vậy bạn cũng chẳng có ý định tiêu pha gì mà để dành tiết kiệm con số may mắn của bọ cạp ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 09 và 88. 9. Công nhân mã nhân mã thường xuyên hành động một cách bốc đồng trong ngày thứ năm này. Một khi đã định làm gì là bạn sẽ thực hiện ngay chẳng hề do dự. Có lẽ tròm sao này nên rèn luyện khả năng kiềm chế của mình, đừng lúc nào cũng chỉ hành động theo cảm xúc. Hãy luôn dành thêm thời gian để cân nhắc về tính khả thi của vấn đề. Cung hoàng đạo này luôn tràn đầy sức sống và sẵn sàng làm quen với mọi người. Hôm nay, bạn có thể dễ dàng chinh phục ánh nhìn của một ai đó ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn nên chú ý chi tiêu, bởi tài chính của bạn không phải là quá dư giả đâu. Bạn không muốn mình lúc nào cũng lâm vào cảnh vay nợ mọi người chứ? Con số may mắn của nhân mã ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 25 và 62. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết là một người khô khan, trong ngày thứ năm này, bạn để cho đầu óc mình được bay bổng theo những suy nghĩ thú vị. Bạn nên tập trung vào giải quyết công việc trước khi để tâm hồn mình treo ngược cành cây, nếu không, bạn sẽ rất dễ mắc lỗi đấy. Có vẻ như Ma Kết đang nhìn đời qua một lăng kính màu hồng. Nếu còn độc thân, bạn thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai. Tình hình tài chính của bạn vẫn khá ổn định trong ngày hôm nay. Cơ bản là bạn cũng không có món đồ nào đặc biệt muốn mua cả. Con số may mắn của ma kết ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 08 và 98. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình là con người vô cùng lý trí. Dù tình huống bất ngờ có xảy ra, bạn cũng chẳng mấy lo lắng. Bạn biết rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết thôi bảo bình thích giúp đỡ người khác nên khi bạn gặp khó khăn người khác cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn tròm sao này không thể nào chịu đựng được sự ghen tuông vô lý của người ấy nên đã lỡ nói nặng lời trong lúc tức giận xem ra đôi bên đều cần thời gian để bình tĩnh lại bảo bình sẽ không có ý định chi tiêu gì nhiều trong ngày hôm nay bạn nghĩ rằng mình nên tiết kiệm để sử dụng vào một mục đích gì đó lớn lao hơn con số may mắn của Bảo Bình ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 54 và 68. Mười hai, cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư trở nên mạnh dạn hơn trong việc thể hiện giá trị bản thân mình. Chòm sao này mong muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt khác xưa bạn có những suy nghĩ khoa học hơn chứ chẳng còn mơ mộng như trước đó nữa hãy nhìn nhận lại bản thân từ đó lập ra những kế hoạch chính xác hơn song ngư sẽ không chắc chắn với tình cảm của mình và cảm thấy bối rối khi có quá nhiều sự lựa chọn hãy bình tĩnh lắng nghe trái tim mình để biết ai là người thích hợp nhất nhé chòm sao này có một vài cơ hội đầu tư khá đáng thử trong thời điểm này Hãy thử mạnh dạn bước lên một bước xem sao, biết đâu bạn lại kiếm được một khoản kha khá đấy. Con số may mắn của song ngư ngày 20 tháng 4 năm 2023 là 43 và 56.